Nếu bạn nào đang có nhu cầu sở hữu cho mình một cây vợt cầu lông giá rẻ, chất lượng cùng với đó là phù hợp dành cho những người có lực tay yếu và đặc biệt là những cái bạn mới tập chơi, chọn ngay combo K520 Pro nhé. Bởi vì em nó được phát hành với thông số vô cùng dễ chịu, như trọng lượng nằm ở mức 82 cộng trừ 2 gram, là một cái trọng lượng nằm ở mức 4 U, không quá nặng cũng không quá nhẹ, phù hợp dành cho tất cả các lực tay của mọi người chơi. Thứ hai là điểm cơ bản của vợt nằm ở mức 290 cộng trừ 5 mm, là sẽ hỗ trợ các bạn cho ra những cái quả phong cầu cao sâu bay đến cuối sân. Cuối cùng là cái độ cứng đũa của vợt nằm ở mức 8.5 cộng trừ 0.5 mm, là một cái độ cứng đũa nằm ở mức trung bình, nó sẽ giúp hỗ trợ lực cho người chơi ở tất cả các pha đánh cầu. Bên cạnh đó, sức căng tối đa mà cây vợt combo K520 Pro này có thể chịu được là lên đến tận 28 lbs, là tính ra là khoảng 12,5 kg, cho thấy được độ cứng cáp mà cây vợt này có thể chịu được nha các bạn. Và về màu sắc, cây vợt combo K520 Pro của chúng ta ngoài màu trắng nổi bật lên cho sự hiện đại thì nó sẽ được phát hành kèm thêm với phiên bản màu đen, thiên về sự mạnh mẽ luôn nha các bạn. Tổng kết lại, với một cái mức giá 820.000 cho một cây vợt chất lượng và ưu tú như thế này thì các bạn còn chần chờ gì nữa, lên ngay shopping.com để mua em hàng này nhé.